chấn động, thầy Tử Vi bất ngờ tiết lộ sự thật. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Mậu Thân sinh 1968, cầu trời trời cho lộc, dạng sự khởi phát, giàu sang nhanh chóng, đổi đời ngoạn mục. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh 1968 thân mến, cuộc đời đầy rẫy những sai lầm, có những sai lầm do chính bản thân gây ra, Mậu Thân có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm đến từ thời thế, khiến Mậu Thân phải đổ lỗi cho duyên số, cho vận mệnh, cho nghiệp báo, những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Mậu Thân. Vì vậy, đôi khi Mậu Thân phải chấp nhận thực tế, có những lúc chán nản cảm thấy bất lực, chỉ mong muốn tìm đến một vùng đất mới, một chân trời xa lạ, để bắt đầu lại từ đầu. Mậu Thân biết không, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ dành cho các nhà tử vi học nghiên cứu, mà cả mỗi chúng ta cũng đều khao khát muốn biết vận trình cuộc đời mình sẽ ra sao, liệu về già có giàu sang phú quý hay nghèo khó cơ hàn. Mới đây nhất, các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và giải mã chi tiết về tử vi trọn đời của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Theo các bậc thầy tử vi, con giáp này tuổi trẻ đã trải qua nhiều đau buồn, nhưng những sóng gió, hoạn nạn ập đến bất ngờ chỉ nhằm thử thách lòng kiên định của họ. Nếu vượt qua được, họ sẽ đạt được những thành công lớn lao. Đặc biệt khi bước vào trung vận và hậu vận, tuổi Mậu Thân sẽ gặp nhiều thuận lợi, tài lộc dồi dào, làm gì cũng dễ thành công, tiền bạc như nước chảy vào két. Trong chương trình này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của quý cô bác tuổi Mậu Thân sinh 1968. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch này, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây. Tuổi Mậu Thân sinh 1968 được xem là một trong những con người có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Mậu Thân thường có khả năng ra quyết định nhanh chóng và kiên nhẫn trong việc đạt được mục tiêu của mình. Họ thường có khả năng nhìn nhận sự việc một cách sắc bén và phân tích mọi tình huống một cách logic và cẩn thận. Mậu Thân thích tự do và độc lập trong hành động và quyết định của mình. Mậu Thân thường là những người nghiêm túc trong công việc và có trách nhiệm cao trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Dù gặp phải khó khăn, họ luôn kiên định và kiên trì để vượt qua mọi thử thách. Mậu Thân thường có khả năng lãnh đạo và thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, họ cũng cần phải cẩn trọng về việc không để công việc áp đặt lên cuộc sống cá nhân. Về gia đình và quan hệ, Mậu Thân có thể trở thành một bàn tay đắc lực trong gia đình và quan hệ. Họ có khả năng giữ gìn mối quan hệ lâu dài và ổn định. Về tài chính, với sự cần cù và kiên trì, họ có thể đạt được sự thịnh vượng về mặt tài chính, nhưng cũng cần phải quản lý tài chính một cách thông minh và cẩn thận. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Vận trình của tuổi Mậu Thân từ nay tới Tết 2025 âm lịch được đánh giá là khá tích cực và hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội mới. Mặc dù phải đối mặt với tam tai, nhưng sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp và các tinh sẽ giúp Mậu Thân vượt qua những khó khăn và thử thách. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ là thời điểm để Mậu Thân gặt hái thành công lớn hơn trong công việc. Mậu Thân sẽ có nhiều cơ hội kết nối với những người bạn mới và được giới thiệu cho những cơ hội việc làm tốt. Những người theo đuổi sự nghiệp sẽ khẳng định được vị thế của mình, trong khi những người trẻ tuổi sẽ tìm ra con đường phát triển bản thân. Tuy vẫn có những khó khăn, nhưng cuối cùng Mậu Thân sẽ đạt được thành quả như mong đợi. Tài chính từ nay tới Tết 2025 âm lịch hứa hẹn nhiều cơ hội tăng thu nhập, thành tích tốt trong công việc sẽ giúp Mậu Thân nhận được khoản hoa hồng và thưởng lớn. Đối với những người kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô và thu được lợi nhuận cao. Ngoài ra, một số người còn có thể gặt hái may mắn từ các trò chơi hoặc đầu tư. Về sức khỏe, từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ là thời điểm để Mậu Thân duy trì sức khỏe tốt. Hãy giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh bằng cách duy trì lối sống lành mạnh và tránh làm việc quá sức. Khi gặp căng thẳng, hãy chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh để giải tỏa và duy trì sức khỏe tốt. Về mặt tình cảm, từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ là thời điểm của những mối quan hệ tốt đẹp và may mắn. Đối với những người đã có gia đình, hãy chú ý đến nguy cơ của kẻ thứ ba. Hãy luôn biết lắng nghe và hiểu nhau để duy trì hạnh phúc gia đình. Quý khán giả thân mến,
Tiếp theo chương trình này hôm nay ngay sau đây sẽ là phần luận giải cụ thể tử vi trên từng phương diện cuộc sống từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh 1968 từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Đây sẽ là khoảng thời gian đầy may mắn cho người tuổi Mậu Thân trong sự nghiệp nhờ có sự trợ giúp của các tinh. Hãy tin rằng chị chỉ cần Mậu Thân làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, bỏ công sức vào thì chắc chắn sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Sự xuất hiện của tam hợp cho thấy đây sẽ là thời điểm để Mậu Thân xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bất kể Mậu Thân đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, thậm chí có thể được cấp trên hoặc quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá hoặc để học tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng và kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Vì vậy, đừng ngại khó khăn hay vất vả, nếu Mậu Thân phải vừa làm, vừa học, chỉ cần quyết tâm bỏ thời gian và công sức vào, thì Mậu Thân sẽ tiến bộ nhanh hơn và sớm đạt được thành quả. Con đường công danh sự nghiệp của Mậu Thân sẽ phát triển mạnh mẽ trong khoảng thời gian này, vì vậy dù Mậu Thân mới bắt đầu hoặc đã có kinh nghiệm, đừng ngại nêu lên ý kiến và quan điểm của mình, có thể những đóng góp của Mậu Thân sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới và đạt được những bước phát triển mới. Đồng thời, bạn cũng sẽ khẳng định được vị trí của mình và nhận được sự tin tưởng từ những người làm lãnh đạo. Sự xuất hiện của các tinh Long Quy cũng sẽ giúp cho con đường học tập và thi cử của con giáp này thuận lợi hơn. Những người chăm chỉ ôn luyện và tự tin vào vốn kiến thức của mình có thể phát huy tối đa khả năng và đổ vào vị trí mà mình mong muốn. Tuy nhiên, dù có nhiều yếu tố thuận lợi, bản mệnh cũng không nên lơ là hay sơ suất, vì từ nay tới Tết 2025 âm lịch vẫn còn tác động tiêu cực của tam tai. Vì vậy, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách hành xử, hãy tránh tỏ vẻ kiêu ngạo hay coi thường người khác, bởi điều này có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị và tìm cách hãm hại bạn. Đối với các dự án quan trọng, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào làm và cố gắng hoàn thành đến cùng, tránh bỏ dở giữa chừng để không phải đối mặt với thất bại mà lại không thu được bất kỳ thành quả nào. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh 1968 từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Vận trình tài lộc của Mậu Thân sẽ rất thuận lợi nhờ có sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp, nhiều mảng công việc của Mậu Thân sẽ đạt được thành tích cao. Hứa hẹn không chỉ có tiền bạc dồi dào mà còn có cơ hội thăng chức tăng lương và mở rộng quy mô kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ đóng góp nhiều ý kiến giúp tập thể tìm ra hướng đi mới để tiết kiệm thời gian và công sức, đem lại nhiều lợi ích hơn cho công ty. Vì vậy, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao và được đồng nghiệp tôn trọng, cùng với đó là các khoản hoa hồng và thưởng nóng. Thậm chí một số người còn có cơ hội được tăng lương từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Những người thay đổi công việc có thể vào công ty hay doanh nghiệp mơ ước của mình sẽ có thể đàm phán được mức lương và thưởng như mong muốn, giúp Mậu Thân có một nguồn thu ổn định để đảm bảo cuộc sống. Mậu Thân cũng sẽ luôn có động lực để cố gắng mỗi ngày, giúp sự nghiệp của mình phát triển nhanh chóng. Những người kinh doanh sẽ nắm bắt được xu hướng thị trường và dễ dàng đi tắt, đón đầu thu hút được nhiều khách hàng mới. Dù bận rộn với công việc, Mậu Thân sẽ thu về khoản lợi nhuận khả quan, thậm chí còn nhiều hơn dự tính ban đầu. Nếu Mậu Thân có ý định đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, thì từ nay tới Tết 2025 âm lịch là thời điểm thích hợp để thực hiện. Các tinh Long Quy sẽ mang đến cho Mậu Thân nhiều đối tác và khách hàng đáng tin cậy, cùng với những quý nhân giới thiệu cho Mậu Thân những cơ hội quý giá và trợ lực lớn lao, giúp công việc của Mậu Thân thuận lợi và bất ngờ thành công. Thêm vào đó, từ nay tới Tết 2025 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội phát tài bất ngờ khi những đầu tư trước đó bỗng nhiên mang lại lợi nhuận. Một số người còn có thể trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may mắn. Với số tiền này, Mậu Thân nên chi tiêu và đầu tư một cách hợp lý để tiếp tục kiếm lời. Nếu tiêu xài hoang phí thì dù có giàu đến đâu thì cũng sẽ nhanh chóng hết tiền và phải vay mượn từ người khác. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh 1968 từ nay tới Tết 2025 âm lịch, người tuổi Mậu Thân sẽ không gặp phải những vấn đề lớn về sức khỏe từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Nhờ giữ được tinh thần lạc quan và tích cực, sức khỏe của Mậu Thân sẽ có những dấu hiệu tích cực giúp bạn sẵn sàng để làm việc. Tuy nhiên, đừng quên nghỉ ngơi và duy trì một lối sống khoa học,
Dù công việc có bận rộn đến đâu, việc ăn ngủ đúng giờ, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe là điều cần thiết để bạn có đủ năng lượng và tinh thần để hoàn thành công việc. Nếu gặp quá nhiều áp lực, hãy tìm người tin cậy để tâm sự và giảm bớt căng thẳng. Họ không chỉ lắng nghe mà còn có thể trở thành người đồng hành đáng tin cậy, mang đến cho bạn những gợi ý và hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Phương diện tình duyên và gia đạo của bản mệnh sẽ rực rỡ theo hướng tích cực, sự thấu hiểu và lời nói chân thành của bạn sẽ tạo nên một sức hút đặc biệt, khiến mọi người xung quanh bạn đều cảm thấy yêu mến, gia đình ổn định và một số cặp đôi có thể sẽ nhận tin vui về con cái trong cuối năm nay. Với sự hỗ trợ của cục diện tam hợp, tình duyên của Mậu Thân sẽ được thăng hoa, những người độc thân có thể được giới thiệu cho một nửa phù hợp. Bạn cũng sẽ trở nên mở lòng hơn trong việc giao lưu và kết bạn mới, do đó, bạn sẽ dễ dàng tìm ra người đặc biệt của cuộc đời mình. Hãy tự tin và luôn là chính mình, đồng thời chú ý đến cách hành xử linh hoạt và tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Bạn không cần phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần là chính mình thôi, đã có thể trở thành trung tâm của đám đông. Ngoài ra, thành tích xuất sắc của bạn trong công việc cũng sẽ khiến bạn trở thành ngôi sao sáng trong đội ngũ. Nhiều đồng nghiệp có thể sẽ tự mình tiếp cận và là làm quen với bạn từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay bạn. Quan trọng là bạn phải có khả năng nhìn người đúng cách để mở rộng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngày sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong tháng 9 âm lịch. Tháng này, nhờ gặp được cục diện tam hội thái tuế, nên vận trình của tuổi Mậu Thân khởi sắc, kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là tháng có bước chuyển mình, và con giáp này cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình ngay từ đầu tháng. Bạn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Con giáp này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo. Đây cũng là tháng bạn sẽ đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình, sự đánh giá cao của những người xung quanh. Tháng 9 âm lịch này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc. Dù đôi khi có thể tuổi Mậu Thân sẽ bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng đề cao quy trình, thứ tự, đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt. Khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao trong dịp cuối năm, đặc biệt có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan ủng hộ, tháng này bản mệnh còn có điềm báo được tham gia những buổi chuyên đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy không phải lúc nào cũng sẵn có. Bạn nên tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức. Hãy chịu khó học hỏi, trau dồi, chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những ai đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức. Vì đây là thời điểm vàng bạn nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình, tam hội cục còn mang tới quý nhân âm thầm giúp đỡ bạn, hay cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình. Nhìn chung, đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Mọi sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, dù là người làm công, ăn lương hay người làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, thuận đà công việc hanh thông đường tài lộc của tuổi Mậu Thân cũng có khá nhiều điểm sáng, có tam hội cục, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng. Tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này, dù là người làm công việc cố định hay người kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao.
Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, thậm chí không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng. Lớn nhỏ đều có cả, thu nhập tăng tiến, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn. Do dịch mã động tinh nhập mệnh, có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa, nhưng nếu là cần thiết, thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa, hời hợt, vừa tốn công sức lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Thân cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch. Tháng này công việc bận rộn, bạn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà tuổi Mậu Thân bỏ bê sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình. Nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, lại được tam hội cục che chở, đây là tháng hài lòng với tuổi Mậu Thân khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy bản mệnh cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích, hỗ trợ chung từ họ, vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm. Người độc thân lại càng có nhiều may mắn, tháng này vận đào hoa khá vượng, đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp. Có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn, hãy mở rộng trái tim, đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống của bạn mới thực sự có ý nghĩa. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 9 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong tháng 9 âm lịch này duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn mãi mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đa phần con giáp này ít có thời gian chăm sóc sức khỏe, do vậy bản thân cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là bản mệnh luôn ý thức chăm sóc sức khỏe. Bất cứ khi nào có cơ hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bạn vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, nên thể trạng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức thận trọng nơi đất khách quê người, phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc, gây nguy hiểm cho mình. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 10 âm lịch. Tháng này chịu ảnh hưởng của hại thái tuế, dự báo đây sẽ là một tháng nhiều gian nan và vất vả. Với tuổi Mậu Thân công việc có nhiều sự cản trở, nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, cơ hội để phát triển gần như không có, bản mệnh khó gặp được những điều may mắn như ý muốn. Muốn thành công cũng phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn hơn hẳn mọi người. Bản thân con giáp này cũng thiếu tinh thần cố gắng, điều này ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc. Mỗi khi xảy ra vấn đề, điều đầu tiên bản mệnh nghĩ tới chỉ là né tránh thay vì tìm cách giải quyết. Đã vậy, bạn coi thường hai mắt sai sót vì đầu óc thiếu minh mẫn, có những lỗi nhầm lẫn khó hiểu, bởi đó đều là những công việc bạn đã làm quen tay. Ở thời điểm này, nếu không sớm chấn chỉnh bản thân, lấy lại sự tập trung cần có, bạn có thể sẽ khiến lãnh đạo mất lòng tin. Cứ như vậy thì càng khó có cơ hội được giao phụ trách những công việc quan trọng, việc thăng tiến càng thêm vô vọng, càng gần về cuối năm càng phải chắt lọc từng cơ hội. Để thể hiện bản thân, sẽ không có thời gian để bạn chỉnh mãn nữa. Nếu không công sức bấy lâu rất dễ sụp đổ. Để tránh tự tạo áp lực cho bản thân, bạn cũng nên đặt ra những mục tiêu vừa tầm với. Không nên theo đuổi những thứ quá diễn dông xa vời, kẻo chỉ đem lại sự thất vọng cho bản thân và còn khiến người khác nghĩ rằng bạn là người nói hay hơn làm. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tử và hung tinh âm sát chiếu mệnh, điềm báo có tiểu nhân gây thị phi, nhắc nhở tuổi Mậu Thân không thể không có sự đề phòng. Bạn có thể gặp phải những lời đàm tiếu ở nơi làm việc, tuy chúng không ảnh hưởng tới quá trình làm việc của con giáp này, nhưng lại gây tổn hại cho danh tiếng của bạn. Hơn nữa, do sự nghiệp phát triển không như ý muốn nên tính tình của bản mệnh khá nóng nảy, dễ mất bình tĩnh,
thiếu kiên nhẫn, gặp điều gì khó chịu hoặc bị ai đó dùng lời lẽ khiêu khích, bạn lập tức tỏ thái độ rất gay gắt. Thậm chí có những tranh cãi ầm ĩ, tình huống như vậy xảy ra sẽ càng bất lợi cho bạn. Đôi khi đó còn có thể là bẫy mà tiểu nhân giăng sẵn chỉ đợi bạn sa vào. Trước những lời đàm tiếu, bạn nên kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn. Càng phản ứng mạnh càng dễ lộ ra khuyết điểm, tạo cớ cho kẻ xấu nắm thóp. Hãy vận dụng trí thông minh và tài năng của mình một cách khéo léo thì mới có thể giải quyết được những rắc rối đó. Đồng thời, khi cơ hội phát triển không có nhiều, tuổi Mậu Thân cần phải chủ động đấu tranh thay vì phản ứng một cách thụ động. Khi bạn chủ động hơn, cũng có thể để lãnh đạo và đồng nghiệp nhìn thấy thái độ cầu tiến của bạn sẽ có ích hơn cho sự nghiệp tương lai. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, về cơ bản đây không phải là một tháng kiếm tiền thuận lợi với tuổi Mậu Thân. Cục diện tương hại và âm sát hung tinh ám hại, tài vận của con giáp này khá ngặt nghèo, nguy cơ thua lỗ hiện hữu. Tháng này, người làm công ăn lương gặp nhiều rắc rối trong công việc, không giải quyết cẩn thận có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của bạn. Mục tiêu tăng lương, tăng thưởng lại càng xa vời, đã dậy một số sai sót do chính sự bất cẩn của bản thân gây ra, còn khiến bản mệnh phải tự bỏ tiền túi ra khắc phục. Với người làm ăn kinh doanh, tiến trình ảm đạm, hàng hóa dễ tồn động, lợi nhuận sụt giảm mạnh, bạn cũng dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác, tự đánh mất lợi thế trên thị trường, hoặc không thì cũng do đầu tư thiếu hiệu quả, cũng làm thất thu một khoản không nhỏ. Cũng có khi, con giáp này thường nên chần chừ do dự, nên dễ chậm chân hơn người khác, để mất cơ hội làm ăn béo bở. Đầu tư ở thời điểm này không có lợi cho bạn. Chớ nên bất chấp tất cả, nếu thực sự hứng thú với dự án nào đó, bạn có thể dành thời gian tìm hiểu và thu thập thông tin trước, rồi sau này quyết định cũng chưa muộn, đừng vội vàng. Nhìn chung, tháng này tuổi Mậu Thân nên học cách tăng thu giảm chi, hạn chế mua sắm bừa bãi, chi phí cuộc sống ngày càng tăng cao. Nếu không có một nguồn lực tài chính đủ vững vàng, bạn khó có thể đảm bảo cuộc sống của bản thân, càng khó nói đến việc chăm lo được cho người thân. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, hai thái tuế cũng gây nên nhiều sóng gió cho đường tình duyên của tuổi Mậu Thân. Đó là nguyên nhân chính khiến bạn thường bị ức chế tinh thần, luôn cảm thấy buồn bực và không hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác. Tháng này các mối quan hệ thường xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn trong nhiều việc, thậm chí có thể vì đó mà bạn mất đi một người bạn tốt. Cách cư xử của bạn đang khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu. Bản mệnh nên tự xem lại thái độ của mình hơn nữa. Cũng bởi tâm tình bị kìm nén, bực dọc, cáu kỉnh, con giáp này có xu hướng trút giận lên người bên cạnh, khiến mối quan hệ đôi bên xấu đi và rạn nứt ngày càng lớn. Vợ chồng cãi cọ sẽ tác động xấu đến hòa khí gia đình, đặc biệt ảnh hưởng đến tâm lý của những người thân trong gia đình. Với người độc thân, bạn dành phần lớn thời gian để bận rộn làm việc và kiếm tiền, không có nhiều thời gian cho bản thân, càng dễ bỏ bê các mối quan hệ, nên rất khó để tìm được ai đó để bầu bạn. Nếu bản thân con giáp này không muốn bước vào một mối quan hệ, thì duyên có tới rồi cũng lại đi. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 10 âm lịch. Tháng này áp lực từ nhiều vấn đề của cuộc sống gia tăng, công việc có nhiều điều không như ý, khiến cho trạng thái tinh thần của tuổi Mậu Thân khá nặng nề. Thường căng thẳng, thể trạng sụt giảm khá nhanh, bản mệnh nếu không có ý thức chăm sóc bản thân thì đổ bệnh là điều sớm muộn. Thời tiết thay đổi thất thường cũng khiến thể bạn dễ xuất hiện các triệu chứng khó chịu, mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là hệ hô hấp cần được chăm sóc cẩn thận. Tuy đây chỉ là những vấn đề nhỏ, nhưng nếu bạn không chú ý, chúng vẫn sẽ mang lại rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của bạn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024, của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này khuyên tuổi Mậu Thân hãy mạnh mẽ tiến về phía trước, bởi sau lưng bạn luôn có tam hợp hậu thuẫn, giúp cho mọi kế hoạch của bản mệnh diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, để gặt hái được thành công thì sự cố gắng nỗ lực cùng với tài năng của bạn là không thể thiếu. Hãy nhanh nhạy để có thể phát hiện và nắm bắt các cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, khẳng định vị thế của mình. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Mậu Thân có cơ hội được thăng quan, tiến chức. Ngoài ra, thời điểm này bạn còn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý,
đối phương đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới giúp con giáp này có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm hoặc về tình hình thực tế trước mắt. Hơn nữa, với suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn ham học hỏi, bạn có thể nắm bắt vấn đề vô cùng nhanh chóng và giải quyết mọi việc theo hướng đúng đắn nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Hung tinh ngũ quỷ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bạn vẫn cần cảnh giác trước sự hãm hại của kẻ tiểu nhân. Những thành tích cao trong công việc của bạn chính là yếu tố khiến kẻ xấu ngứa mắt. Làm việc gì tuổi Mậu Thân cũng cần hết sức chú ý, đặc biệt cảnh giác trước những kẻ cố tình tiếp cận nịnh nọt, rủ rê mình. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, tình hình tài chính của tuổi Mậu Thân có những biến chuyển tích cực. Có thể dễ dàng nhận ra cục diện tam hợp giúp bạn kiếm tiền về đầy túi, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho bạn những khoản thưởng nóng. Thậm chí một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Nếu có khoản tiền dư giả, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm đáng tin cậy đi trước. Như vậy bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của. Với người làm ăn kinh doanh, nhờ mối quan hệ rộng rãi mà con giáp này cũng sẽ được giới thiệu cho những mối đầu tư hứa hẹn. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Còn với những người giàu kinh nghiệm, bản mệnh nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, quan hệ vợ chồng của tuổi Mậu Thân vô cùng hài hòa và êm ấm. Hai người không còn so đo với nhau những chuyện nhỏ nhặt mỗi khi khúc mắc xảy ra. Thay vì tranh cãi khiến ai cũng khó chịu, đôi bên đã có thể bình tĩnh trò chuyện, đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn. Bạn hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, đồng thời đối phương cũng sẽ chẳng bao giờ cố tình phạm sai lầm. Chính vì vậy mà bạn bao dung hơn cho người ấy, không cố tình nhắc đi nhắc lại lỗi sai của đối phương. Nhờ có sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của gia đình, bạn có động lực để tiến về phía trước. Đồng thời, khi vướng phải khó khăn, con giáp này cũng yên tâm khi biết rằng người nhà vẫn sẽ luôn ở phía sau ủng hộ mình. Với người còn độc thân, những thành tích xuất sắc trong công việc khiến bạn nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Bản mệnh cũng trở nên tự tin, thoải mái hơn khi trò chuyện với mọi người. Tháng này hứa hẹn bạn sẽ gặp được người có cùng tần số, đôi bên nói chuyện hợp nhau, khiến mối quan hệ trở nên gần gũi nhanh chóng. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Mậu Thân gần như không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe. Nhờ có tinh thần lạc quan, tích cực và thể chất khỏe mạnh mà bạn có đủ tự tin và hăng hái để bắt đầu bất cứ một công việc nào. Hãy luôn chú ý đến việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn mỗi ngày. Hãy tích cực vận động tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, tránh bệnh tật. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 12 âm lịch. Con đường sự nghiệp của tuổi Mậu Thân tháng này trở nên khá dang dở. Dù đã bước vào giai đoạn cuối cùng của năm 2024 âm lịch, có vẻ như chưa có công việc nào của bạn đem lại những hiệu tích cực. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy con giáp này trở nên thích mơ mộng xa vời, đặt ra những mục tiêu quá mức cao xa cho bản thân. Lúc mới đầu, bạn có thể cảm thấy rất hứng thú và hăng hái, nhưng dần dần sau khi nhận thấy mọi việc quá sức của mình, bản mệnh lại dần trở nên chán nản, thiếu kiên trì, thậm chí nghĩ tới việc bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, thời điểm này bạn lại quá nhẹ dạ cả tin, nên dễ nghe theo lời xúi dục của bạn bè, đồng nghiệp xấu. Càng là người có địa vị cao thì bản mệnh lại càng phải cẩn trọng hơn, nếu không dễ đưa ra những quyết sách sai lầm, gây ảnh hưởng đến cả tập thể. Thiên hình hung tinh còn khuyên tuổi Mậu Thân nên hạ cái tôi của mình xuống, đừng hành xử bất cẩn bỏ ngoài tay lời khuyên can của người khác. Nếu bạn quá kiêu ngạo nóng nảy,
thì dễ đẩy mình vào tình cảnh khó khăn, thậm chí vướng rắc rối pháp luật. Xét về phương diện tài lộc, Quốc tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong tháng 12 âm lịch. Tình hình tài lộc của tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch này không có dấu hiệu phát triển đi lên, thậm chí còn có thể hao hụt nhẹ do cách chi tiêu không hợp lý, đầu tư không đúng chỗ của bạn. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy người đi làm thường chạy theo đích đến xa vời, nên không đạt hiệu quả tốt, kéo theo các mức lương thưởng cũng dậm chân. Người làm đầu tư kinh doanh rót vốn không đúng chỗ, nên dù tốn kém cũng chưa chắc đã thu lại được ích lợi gì. Vì vậy, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bản mệnh cần phải nghiên cứu tình hình thực tế cũng như thực lực của bản thân thật kỹ. Chớ làm theo cảm hứng nhất thời, cuối cùng lại khiến mọi việc dang dở, vừa mất công vừa mất sức. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần cẩn thận hơn trước những lời dụ dỗ, lôi kéo mua hàng, đầu tư của những người không quen thân. Đối phương có thể đang tìm cách lừa gạt số tiền mà bạn đang giữ trong tay. Tiểu hao còn cho thấy tuổi Mậu Thân dễ tiêu tốn tiền cho việc mua bán, sửa sang nhà cửa, sắm sửa cho bản thân. Đây là những việc cần phải làm khi giáp Tết. Song bạn chi tiêu gì cũng cần phải dựa trên năng lực tài chính của mình, đừng chạy theo xu thế của thị trường, mua những đồ không thực sự cần thiết, gây hao tài tốn của. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong tháng 12 âm lịch. Điểm sáng trong vận trình của tuổi Mậu Thân trong tháng này là ở phương diện tình cảm, cục diện ngũ hành tương sinh sẽ đem tới nhiều tác động tích cực cho bản mệnh. Thời điểm cuối năm này, người độc thân có nhiều cơ hội tham gia vào những buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè và đối tác, bạn cũng đã tự tin hơn khi nói chuyện trước đám đông. Chính vì thế mà con giáp này có thể thu hút được ánh mắt của rất nhiều người khác giới, một vài người có thể tình cờ gặp được người phù hợp ở nơi công cộng. Đôi bên có thiện cảm với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, để không lỡ mất mối lương duyên, bạn hãy chủ động trò chuyện với đối phương nhé. Với các cặp vợ chồng, tháng này bạn đã chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm và quan tâm đến nửa kia. Những lời nói ân cần, những hành động giúp đỡ thực tế sẽ giúp gắn kết thêm tình cảm đôi bên, khiến gia đình bạn luôn chìm trong bầu không khí ngọt ngào, ấm áp. Tết cuối năm này bản mệnh cũng không tránh khỏi việc phải tiệc tùng, tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Song chỉ cần bạn luôn chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh thì không có gì đáng lo. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong tháng 12 âm lịch. Nhìn chung, tình hình sức khỏe của tuổi Mậu Thân khá ổn định trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải nhắc nhở mình sinh hoạt điều độ, không nên tiệc tùng chè chén quá nhiều, khiến dạ dày phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn hãy rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn để cải thiện sức khỏe. Khi có sức khỏe, thể chất tốt, tinh thần thoải mái thì bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn, có cơ hội gặt hái thành công cao hơn. Trên đây là tử vi của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.